Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip nói về cái cách tạo một cái câu intro cho cái bài nhạc mang cái thể loại là bolero rumba ở cái tông rê thứ, cũng như nó là một vài cái câu lót. Thì những năm gần đây thì các bạn cũng thấy là cái dòng nhạc bolero rumba nó được hồi sinh và phát triển rất là mạnh. Với những cái cuộc thi, những cái giọng hát nói về dòng nhạc bolero và những cái bài nó được cover lại làm cho nó có một cái sức sống mới. Thì một số các bạn ở chúng ta cũng rất thích và chơi cái dòng nhạc này. Thế thì bây giờ ở cái clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta tạo ra một câu intro cho cái bài ở cái dòng bolero này. Thì trước đây mình có cái clip mình nói về cái cách tạo intro trong một cái bài hát bất kỳ, và nó có ba cái cách, từ đơn giản đến nâng cao. Thứ nhất là chúng ta sử dụng lại cái giai điệu của cái bài hát, có nghĩa là chúng ta lấy một cái đoạn nhạc của cái phiên khúc hay là điệp khúc gì đó, chúng ta đánh lại để làm cái câu intro. Thì ở mức độ này là nó đơn giản và nó rất là dễ. Tuy nhiên thì ở cái trình độ cao hơn thì các bạn có một cái cách thứ hai, đó là chúng ta dựa vào cái giai điệu gốc và sau đó chúng ta phát triển ra. Thì cái ở cái cách hai này đó đòi hỏi các bạn phải có cái kinh nghiệm, phải có cái chuyên môn, biết được các cái vòng hòa thanh rồi cái sáng tạo cái giai điệu nó như thế nào, dựa vào vòng hòa thanh. Và chính vì vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn nó có cái phát triển cái tư duy sáng tạo. Còn ở cách thứ ba là cao hơn nữa, đó là tự sáng tác intro dựa vào vòng hòa thanh. Thì cái này thì nó đòi hỏi ở mức độ cao hơn nữa rồi, mình không đề cập, chỉ đề cập ở cái mức độ thứ hai. Mức độ một thì nó quá dễ, thì các bạn có thể tự chúng ta có thể tạo những con intro nó dựa vào cái giai điệu của bài hát. Còn ở mức thứ hai này là chúng ta dựa vào giai điệu để chúng ta phát triển ra thêm, để tạo ra được cái câu intro của cái bài hát đó. Thế thì bây giờ mình sẽ có một số các cái bài hát để chúng ta làm cái ví dụ minh họa, và qua cái ví dụ minh họa đó để hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể tạo ra được cái câu intro đó. Rồi, cái bài đầu tiên mình sẽ sử dụng đó là cái bài Biết Đến Bao Giờ. Thì cái bài hát này mình sẽ cao sơ qua để cho các bạn nắm được cái giai điệu. Đời là vàng ngày sầu, đi tìm vui chốn nào. Ta quen nhau bao lâu, nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu, cho lòng không thấy quạnh nhau khi núi rừng buông xuống. Rồi bây giờ thì chúng ta dựa vào cái giai điệu của cái bài hát này để chúng ta tạo ra được cái câu intro. Thì trong cái phiên khúc đó thì mình sẽ chọn ra được cái đoạn nhạc ngắn để từ đó mình phát triển cái giai điệu. Thì đó là cái chỗ là nhiều khi anh cùng biến, đấy cái chỗ đó, và chúng ta lấy cái vòng hòa thanh bậc 4 để chúng ta đưa vào để tạo ra cái câu intro. Thì bây giờ các bạn có thể nghe nè. Đấy cái chỗ đó. Thế thì bây giờ mình sẽ lấy vài nốt nhạc thôi là được rồi các bạn. Đây bây giờ chúng ta sẽ lấy nè. Bây giờ chúng ta sẽ đánh nè. Rê mi fa la si dán. Rê thứ thì nó có một cái nốt dán, đó là si dán.
Và từ cái chỗ này thì mình sử dụng cái vòng hòa thanh bậc 4 để mình phát triển nó ra. Bây giờ mình đọc nó chậm, đánh chậm lại để cho các bạn dễ ghi chép hoặc là các bạn dễ tham khảo. Rê mi fa sơ la si, qua son thứ. Son do si la son la, qua pha trường. Đó, mình đánh lại nha. Son rê mi fa la si, son do si la son la, qua pha. Rồi tiếp la son fa son. Chỗ này thì mình qua là mi thứ 7 giống 5. Hồi nãy là mình qua qua son, rồi qua đô, rồi qua hoa, rồi bây giờ qua là mi thứ 7 giống 5. Mi thứ 7 giống 5 thì bấm cái thế là si thứ 7 ở ngăn 2 nè, các bạn kéo xuống ngăn 7 thì nó sẽ là mi thứ 7 giống 5. Rồi tiếp tục mi son fa son la, và sau đó chúng ta đánh lại lần 2 giống như ở lần 1. Và tới đây thì chúng ta quay trở về với cái chủ âm mi son fa mi re, sau đó đánh cái câu lót si la fa mi re re. Chúng ta dằn luôn cả hợp âm vào si la fa mi re re. Đó, thì như vậy là chúng ta vừa có được cái câu intro dựa vào cái giai điệu và từ đó chúng ta phát triển nó ra. Một cái bài tiếp theo đó là cái bài thứ hai, đó là cái bài Ngõ Hồn Qua Đêm. Bài này của sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang. Các bạn nghe mình đánh sơ qua. Chiều bàn giao trên vùng đen biên giới, theo cánh quân anh đóng ven lưng trường đồi, nghe muôn côn trùng thăm trong đêm trường, sầu thương thế nhân hồn du tìm thân qua bên mông nắng nhớ lén lén đưa anh qua bên mông ngày sau. Đấy, rồi bây giờ chúng ta dựa vào cái chỗ của cái giai điệu này để chúng ta phát triển ra. Thì bây giờ đầu tiên đó là mình sẽ chế biến nó lại. Nó nghĩa là chúng ta sẽ đưa vào một cái đoạn intro của mình có sẵn, rồi sau đó mình sẽ đưa cái giai điệu của cái bài này vào để tạo cho nó có cái màu sắc riêng của nó. Thì các bạn nghe. Thì bây giờ chúng ta thấy không? Đó, chúng ta sẽ có một cái giai điệu ngắn đưa trước vào và sau đó đưa cái giai điệu của bài hát vào, tạo cái màu sắc riêng cho cái intro của cái bài này. Thế bây giờ mình sẽ đọc lại cho các bạn nha. Rê fa rê đô rê. Đó, rồi câu 2. Fa mi rê mi fa son la. La do re fa son, qua son thứ. Rồi tiếp tục mi re do mi la do re.
rồi tiếp tục chúng ta đưa giai điệu của bài hát vào. Mi mi re đô qua đô trưởng. Đô re re đô re la. Re re đô la. La re fa son. Chúng ta qua son thứ. Son 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 fa son la. La re si la son la. La đô re. Đó. Rồi, như vậy là sau đó chúng ta đánh cái câu lót vào son fa mi re dần. Đó. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đã có được hai cái câu intro. À, rồi bây giờ tiếp tục chúng ta thêm một câu nữa nha. Rồi đó là cái bài thứ ba, đó là cái bài Trường Cũ Tình Xưa, bài này của nhạc sĩ Duy Khánh. À. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều đắn đôi thấy đường cũ đều mờ. Bên biên hàng giờ tìm những bạn xưa, mây đã có còn đôi nữa, vẫn yên vui sống đời học trò. Đó, đây là cái bài Trường Cũ Tình Xưa. Thế thì bây giờ là chúng ta cũng sẽ dựa vào cái giai điệu này để chúng ta phát triển ra cái intro. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ở cái phần điệp khúc đó các bạn. Trường mưa ra đó, bây giờ cái chỗ đó đó mình sẽ phát triển ra, tìm sử dụng cái vòng hòa thanh bậc 5. Bài này nó cũng đi theo cái kiểu đó để chúng ta phát triển cái giai điệu. Rồi bây giờ các bạn nghe cái câu nha. Rồi bây giờ các bạn nghe mình đánh lại cái câu này như sau. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta tạo ra một cái câu chạy ở cái phần đầu, nó dựa vào cái vòng hòa thanh bậc 4. Đấy, qua si dáng để chúng ta qua so thứ. Rồi tiếp tục. À, qua đô qua pha giống như ở cái mẫu câu đầu của mình á. Rồi tới chỗ này thì chúng ta thấy là chạy cái câu lót vào. Đó, chỗ này là chúng ta đưa cái giai điệu vào. Son son la re la re son son la la re mi mi son la son fa mi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại chậm cho các bạn nhé. Rồi. La re la si qua son thứ. Re đô re son đô son la qua pha trưởng. Rồi, pha si qua si dáng trưởng. Pha si pha son qua
qua mi thứ bảy giám năm. Son fa mi, mi fa son la, qua la, la trượt, qua chạy công. La son, la son, mi son, mi đô, đô thanh. La si, la son, la. Rồi tiếp tục. Son, son, qua son thứ. La rê, la rê, son, son. La, la, la rê, mi. Mi, son, la, son, fa, mi, rê. Rồi chạy câu. Các bạn có thể thay đổi đi bằng cách là chúng ta đi bè son với mi, son, fa và rê. À, la và đô thanh. À, lê. Rồi đó là ba cái bài mà mình lấy ví dụ để minh họa cho các bạn. Rồi thì trong các cái mẫu câu lót hồi nãy giờ đó thì chúng ta sẽ thấy nó là nó có hai ba cái dạng. Một là ở về cái chủ âm là rê. Đó, và thứ hai là về la bậc năm, và thêm nữa là chúng ta thêm một cái câu nữa về bậc bốn là son. Thế thì nãy giờ chúng ta sẽ thấy có những câu lót về cái chủ âm nữa nè hoặc là hoặc là những cái câu về rê khác, hay là từ rê mà chúng ta chạy qua cái điệp khúc thì các bạn nên sử dụng cái câu. Đó, cái chỗ đó khi mà chúng ta chạy á. Câu lót này thì các bạn có thể là nghe và chúng ta có thể là tập ra rồi cảm âm mà chúng ta tự tạo ra. Rê mi fa, mi fa son la. Đó, những cái câu về rê. À, rồi một cái câu ở cái la hồi nãy nữa, về la. Các bạn nghe nè. Bậc năm để nó về lại chủ âm, vào lại chủ âm. Rồi một cái câu mà chạy qua son, các bạn cũng nên có một cái câu để chúng ta từ bậc 1 để qua bậc 4. Đây. Son la si si ác. Rê son la si đô si la son. Những cái mẫu câu mà các bạn có thể là nghe những cái bài nhạc rồi các bạn có thể cảm âm mà chúng ta chơi lại ở những cái câu đó. Rất nhiều các bạn. Thì ở đây mình chỉ minh họa một vài câu thôi. Thì video mình tạm dừng đây. Thì sẵn ở đây thì các bạn nào mà có nhu cầu học mà điểm hát từ cơ bản đến nâng cao, hoặc là có những cái khóa chuyên về solo, về tạo câu, intro, gian tấu, hoặc là những cái câu lót về âm giai vân vân, thì các bạn có thể là liên hệ với mình với số điện thoại 0971303369. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.